Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án kinh hoàng đến từ Trung Quốc. Ngay giữa trung tâm của một đô thị đông đúc người qua lại suốt ngày đêm, nhưng có tới 3 cái xác người được giấu dưới đường cống trong 7 năm trời và chỉ được phát hiện sau một trận ngập lụt của khu vực. Vậy câu chuyện này cụ thể như thế nào? Và làm cách nào mà hung thủ mang được 3 xác người xuống dưới một nắp cống mà trên đó người người đi qua đi lại suốt ngày đêm mà không hề có ai bắt gặp hoặc nghi ngờ? Tháng 3 năm 2011, vào mùa mưa hàng năm, vì mưa nhiều hơn nên cống rãnh trở thành một vấn đề quan trọng để nạo vét. Khi đó, một cống thoát nước tại khu dân cư cũ ở ngõ Trà Hoa, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Họ phát hiện ra rằng nước thải không thể thoát nước được và gây ngập lụt ở lối vào khu dân cư của họ. Như thể lối thoát đã bị chặn bởi thứ gì đó. Không những nước thải không được xả kịp, mà mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ cống khiến cư dân khu dân cư rất bức xúc. Khu dân cư này nằm cạnh là một quán trà rất đông khách, có rất nhiều khách tới thưởng trà. Quán mở đến tận đêm, sinh nhật cũng được tổ chức ở đây, rất náo nhiệt. Cư dân chung cư cho rằng chắc chắn do chủ quán trà đã đổ bã trà xuống đường ống thoát nước mỗi ngày khiến cống bị tắc. Dân cư khu này đã tụ tập đứng trước cửa quán trà để nói chuyện với ông chủ và tìm hướng giải quyết. Ông chủ không chắc đó có phải là lỗi của mình hay không, nhưng vì đúng là ông ấy đã đổ bã trà thẳng xuống cống, nên để tránh rắc rối ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, ông ấy đã tự bỏ tiền túi thuê hai thợ sửa ống nước đến giúp thông cống. Sau khi thợ sửa ống nước đến, họ cũng rất tận tâm và bắt đầu làm việc. Nhưng điều họ không ngờ tới là khi nắp cống được mở ra, đập vào mắt họ là một khúc xương chân người. Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt tại đó vô cùng kinh hoàng và lập tức gọi cho cảnh sát để báo án. Cảnh sát cũng rất nhanh đã tới hiện trường. Việc đầu tiên họ làm khi tới nơi là trèo xuống để kiểm tra. Sau khi vớt lên, người ta xếp được một bộ xương người gần như hoàn chỉnh, nhưng đã phân hủy nghiêm trọng gần hết, hầu như chỉ còn là xương. Có vẻ như người này đã chết lâu rồi. Cảnh sát cũng tìm thấy một số quần áo bên cạnh thi thể. Và với hiện trường như này thì khả năng rất cao đây là một vụ án mạng và sau đó mang xác xuống giấu, chứ không thể nào một người tự nạy nắp cống lên rồi đóng lại tự tử ở bên trong một nơi kinh khủng như vậy. Sau đó, bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng đến hiện trường. Khám nghiệm pháp y đã kết luận trên người của nạn nhân không hề có vết thương rõ ràng và đây là bộ xương của một người phụ nữ đã chết hơn 2 năm. Vì xác được ngâm trong môi trường nước bẩn, nắng nóng phức tạp nên không thể xác định được chính xác thời gian của án mạng cách thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm. Chỉ biết chắc chắn là đã hơn 2 năm trôi qua. Theo ước tính của tuổi xương, nạn nhân khoảng 18 tuổi khi chết. Nhưng họ không có cách nào biết được danh tính của người chết. Vì án mạng xảy ra đã lâu nên cảnh sát không thể tìm được dấu máu hoặc dấu vân tay nào xuất hiện từ hiện trường. Cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì. Đối chiếu cũng không khớp với những trường hợp báo mất tích vào thời điểm vụ án. Có một điều kỳ lạ, đó là ống thoát nước này nằm trên lối ra vào duy nhất của khu phố và lượng người qua lại ở đây là rất đông. Người và xe qua lại nườm nượp gần như cả ngày lẫn đêm. Làm cách nào mà hung thủ đã ra tay giết người rồi vứt xác ở khu vực này mà lại không có ai nhận thấy sự bất thường trong suốt thời gian qua? Nếu ai đó giấu một xác chết ở đây, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nó. Để tìm thêm manh mối, cảnh sát đã cho một máy bơm nước hút sạch toàn bộ nước thải trong cống. Sau đó, cảnh sát đã xuống dưới cống xem có tìm được manh mối hữu ích nào không. Đi xuống điều tra, quả nhiên tìm được một manh mối vô cùng quan trọng. Cống này nằm sát phòng bảo vệ của khu dân cư. Ngoài ra, còn có một đầu nắp cống ở trong phòng trực bảo vệ. Hai nắp cống này chỉ cách xa nhau có vài bước chân. Tuy nhiên, do bên dưới cống là bể phốt, mùi sẽ tương đối nồng nặc, nên để ngăn mùi hôi thối bốc lên từ miệng cống trong phòng bảo vệ,
thì họ đã sử dụng hai lớp vách ngăn có khoảng trống lớn ở giữa miệng cống. Và cảnh sát thấy đây là lối có thể gây án song dấu xác hợp lý hơn là đường cống giữa mặt đường nườm nượp người qua lại. Nên cảnh sát đã điều tra lịch sử những người từng sử dụng phòng bảo vệ này. Theo như những người dân sống ở khu vực này cho biết, trước đây cũng có bảo vệ. Nhưng sau này, do không đủ tiền trả lương nên không tuyển bảo vệ nữa, vì đây cũng là một khu dân cư rất bình dân. Với mức lương khá khiêm tốn nên bảo vệ đã thay đổi mấy lần do họ không mặn mà gì với công việc. Còn những người bảo vệ này là ai thì do lâu quá nên họ không nhớ rõ. Khi cảnh sát kiểm tra phòng bảo vệ, họ phát hiện ra rằng phòng bảo vệ đã bị bỏ trống trong một thời gian dài và có nhiều loại đồ lặt vặt chất đống bên trong, phủ đầy bụi bặm. Sau đó, họ phát hiện xung quanh nắp cống có vết chát của xi măng. Điều này khiến cảnh sát và cả những người dân cảm thấy rất kỳ lạ. Vì thật vô lý, khi bịt nắp hố ga bằng xi măng, giống như muốn gắn chặt nó lại mãi mãi vậy. Có vẻ như nó đang che giấu bí mật nào đó. Cảnh sát liền phá xi măng để mở nắp cống lên thì lập tức một mùi hôi thối khủng khiếp đã xộc lên mũi. Và họ giật mình khi nhìn thấy bên trong có hai bộ xương đang nằm ở trong tư thế co tròn cơ thể lại. Mà như các bạn đã biết, thông thường từ 2 đến 6 tiếng sau khi chết thì thi thể sẽ bắt đầu trở nên cứng dần, khó mà cuộn tròn lại như thế được. Do đó, cảnh sát đã suy luận rằng phòng bảo vệ này rất có thể là hiện trường đầu tiên của vụ giết người. Qua giám định pháp y thì 3 thi thể đều là nữ giới. 2 người chết được tìm thấy sau đó được xác nhận là 16 và 38 tuổi vào thời điểm chết. Vậy là một người 18 tuổi, một người 16 tuổi và một người 38 tuổi. 3 nạn nhân dường như không có sự tương đồng về tuổi tác. Tại sao họ đều chết ở đây? Liệu họ có điểm chung gì dẫn tới bi kịch này không? Và chỉ có thể xác định rằng họ đều đã chết hơn 2 năm, không có manh mối về danh tính nạn nhân. Trong một thời gian, vụ án đã đi vào bế tắc. Sau đó, cảnh sát đã thẩm vấn chi tiết những người dân trong khu dân cư. Nhưng những người dân không hề biết rằng có 3 xác chết được giấu dưới đường cống ngầm của phòng bảo vệ trước cửa nhà họ. Điều này khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ tới. Theo thời gian ước tính xảy ra vụ việc, cảnh sát dò hỏi trong khoảng từ 10 năm đến 2 năm gần đây. Những người dân được hỏi liệu họ có thấy điều gì đặc biệt không, và họ đều nói rằng không có gì bất thường xảy ra. Muốn phá được vụ án thì trước tiên phải tìm ra danh tính của 3 nạn nhân xấu số này. Cảnh sát đã đăng thông báo về vụ án trên toàn thành phố và treo thưởng cho những người cung cấp thông tin giúp ích được vụ án. Ngay sau đó thì một người đàn ông đã trình báo rằng người vợ của mình tên là Tạ Phương và 2 vợ chồng đã mất liên lạc với nhau cách đây 5 năm. Ngày 23 tháng 6 năm 2006, anh ta từ quê nhà đến Đức Dương để gặp vợ như đã hẹn từ vài hôm trước. Lúc đó, cô Phương đang làm việc và thuê một căn nhà ở đây. Hôm người đàn ông này đến Đức Dương, anh gọi cho vợ rất nhiều lần nhưng điện thoại không liên lạc được. Sau đó, anh đã đến thẳng căn nhà thuê của cô và đợi. Tuy nhiên, đợi tới 3 ngày mà không thấy cô ấy trở về. Anh ấy không biết mình đã làm sai điều gì, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, nên chỉ còn cách trở về quê. Người chồng sau đó đã nhiều lần đến Đức Dương để tìm kiếm vợ mình nhưng không thấy. Sau một thời gian thì anh đã đành bỏ cuộc. Anh cho rằng vợ mình đã đi theo một người đàn ông khác vì không còn muốn chịu khổ cùng với anh nữa. Vì thế mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trình báo về sự mất tích của vợ mình. Sau 5 năm không có tin tức từ người vợ, khi anh tình cờ nhìn thấy thông báo của cảnh sát thì trong lòng lúc này cảm thấy bất an nên mới gọi đến đường dây nóng để cung cấp thông tin. Cảnh sát sau khi nghe xong liền hỏi một số thông tin cá nhân về Tạ Phương. Họ cảm thấy xét từ thời điểm mất tích, Tạ Phương này có thể có liên quan đến vụ án. Cảnh sát sau đó đã tìm đến bố mẹ của Tạ Phương để lấy mẫu ADN xác minh. Kết quả đối chiếu đã chứng minh được thi thể nữ giới hơn 30 tuổi chính là Tạ Phương. Sau khi điều tra, họ tìm được thông tin về những người từng sống ở phòng bảo vệ này, gồm công nhân xây dựng, quản lý tiệm internet gần đó
và nhân viên bảo vệ gác cổng của khu dân cư. Đầu tiên là những người công nhân xây dựng, hầu hết sẽ ở theo nhóm. Vì thế, hung thủ khó có cơ hội ra tay, đặc biệt là giết tới 3 người, sẽ rất dễ bị lộ. Quản lý tiệm Internet tuy từng sống trong phòng bảo vệ một thời gian để tiện đi làm, nhưng người này lại không có lý lịch xấu trong quá khứ. Anh cũng không có điểm bất thường khi bị cảnh sát thẩm vấn. Ngay sau khi vụ án đi vào ngõ cụt, một bà lão trong khu vực này đã đến đồn cảnh sát và cung cấp thông tin. Theo lời kể của bà cụ, mấy năm trước có một ông già họ Lại đang làm bảo vệ ở đây, nhưng ông ấy không phải là một người tốt. Bà được nghe nói ông ta đã từng phạm tội hiếp dâm, đã từng ở trong tù. Hơn nữa, ông ta tính tình nóng nảy và đôi khi gây gổ với dân cư trong khu vực này. Ông ấy luôn ở một mình, ăn và sống một mình trong phòng bảo vệ. Một ngày nọ, bà đột nhiên thấy một cô gái rất trẻ ở trong phòng bảo vệ. Lúc này, bà cụ đã hỏi ông Lại về cô gái này. Ông Lại nói đó là cháu gái của ông, vừa tốt nghiệp và đến đây làm việc. Tạm thời không có chỗ ở nên cô ấy ở tạm với ông trong phòng bảo vệ. Lúc này thì bà cụ không hỏi gì thêm, nhưng bà không tin cô gái này là cháu gái của ông vì hai người họ nhìn chẳng có nét gì giống nhau cả. Còn cô gái này nhìn ngoại hình, trang phục và cách cư xử thì không giống con nhà gia giáo cho lắm. Lúc đó bà ấy đã nghĩ rằng hai người này có mối quan hệ gì đó không đứng đắn, nhưng không nói gì thêm. Một thời gian sau, khi bà ấy thấy cô gái trẻ kia đã đi rồi, khi đó ông ta nói cháu gái đã tìm được việc làm và ra thuê trọ. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ vài tháng sau, một cô gái khác đến. Cô ấy trông còn trẻ hơn cô gái trước. Khi này, người bảo vệ lại nói đây cũng là cháu gái của ông ta, cô ấy là con của gia đình cậu Út. Tuy nhiên lần này, bà cũng chắc chắn giữa họ không phải là mối quan hệ họ hàng. Sau khi nghe bà cụ nói về người đàn ông họ Lại, cảnh sát cho điều tra thông tin và phát hiện ông ta tên là Lại Hưng Phát, 61 tuổi. Đúng là ông ta từng đi tù vì tội hiếp dâm. Cũng có thêm những người khác trong khu vực nói từng nhìn thấy một số phụ nữ ra vào phòng bảo vệ, thường là vào buổi tối, và nghi họ là gái mại dâm. Trọng tâm của cuộc điều tra lúc này đã chuyển sang người nhân viên bảo vệ. Ông đã được thuê làm bảo vệ từ năm 2003, từng sống ở trong phòng trực an ninh một mình, và cũng có vài cô gái tới sống cùng với ông ta, ở độ tuổi tương đương với các nạn nhân được tìm thấy xác ở dưới cống. Thêm một chi tiết nữa, vào năm 2008, Lại Hưng Phát đã đột nhiên biến mất cùng với một số tiền điện nước hơn 3.000 nhân dân tệ mà ông đã thu của dân cư nơi đây. Điều này càng củng cố thêm những nghi ngờ về Lại Hưng Phát. Cảnh sát ngay lập tức điều tra tung tích của Lại Hưng Phát. Nhưng Lại Hưng Phát đã rời khỏi khu này gần 3 năm và không ai biết hiện ông ta đang ở đâu. Vì những lý do đó mà cảnh sát đã xác định Lại Hưng Phát là nghi phạm chính của vụ án này. Sau đó, họ đã tập trung lực lượng để tìm kiếm ông ta. Không lâu sau thì họ đã phát hiện ra Lại Hưng Phát đang thuê nhà ở bến xe buýt Đức Dương, đang làm việc lặt vặt để kiếm sống và không hề rời khỏi địa phương trong suốt thời gian qua. Họ lập tức bắt giữ và đưa ông ta về thẩm vấn. Bất ngờ là ông ta đã nhanh chóng thú nhận chính mình đã gây ra 3 vụ giết người. Lại Hưng Phát cũng thừa nhận mình có mối quan hệ đặc biệt với cả 3 nạn nhân. Ngoài trường hợp đã xác định được danh tính của nạn nhân Tạ Phương, 38 tuổi, từ lời khai của Phát thì cảnh sát đã xác định được danh tính 2 nạn nhân còn lại, có tên là Trương Lợi, 18 tuổi, quê ở Trùng Khánh, và người cuối cùng tên là Đường Yến, 16 tuổi, quê ở Vân Nam. Theo lời khai của gã sát nhân thì Phát đã tình cờ quen biết với Trương Lợi vào năm 2004. Trong số 3 nạn nhân nữ, Trương Lợi, 18 tuổi, là người đầu tiên bị giết. Cô ấy đang làm bồi bàn trong một nhà hàng gần cộng đồng này. Một ngày nọ, Trương Lợi vô tình bị đứt tay. Cô ta đến phòng bảo vệ của Phát và xin anh một ít rượu trắng để sát trùng vết thương. Lại Hưng Phát đã đưa cho cô ấy một ít rượu. Sự việc tưởng chừng chỉ có thế và Lại Hưng Phát không hề để tâm đến.
nhưng không ngờ Trương Lợi lại đến tìm ông sau vài ngày. Lần này cô ấy muốn vay tiền ông ta khoảng 50 tệ. Hơn nữa, theo Lại Hưng Phát kể, trong cuộc trò chuyện của ông ta, Trương Lợi đã ám chỉ rằng nếu ông ta sẵn sàng cho cô vay tiền, cô sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào đó mà ông ta đưa ra. Lại Hưng Phát đã không chạm vào một người phụ nữ nào trong nhiều năm kể từ khi ông ta bị giam cầm. Nhìn Trương Lợi trẻ tuổi, trong lòng ông ta nảy sinh ý định xấu xa, nên đã đề xuất để Trương Lợi sống cùng mình vào ban đêm. Thật bất ngờ, Trương Lợi sẵn sàng đồng ý. Vì vậy, Lại Hưng Phát đã lập tức đưa cho cô ấy 50 nhân dân tệ. Nhưng ông ta sợ Trương Lợi sẽ không đến như đã hứa. Nên ông ta đã nói rằng nếu tối nay Trương Lợi không quay lại thì sẽ đến quán lẩu tìm và nói chuyện với cô. Và đêm hôm đó, Trương Lợi thực sự đã đến. Vì bản thân hiện tại cô ấy cũng đang không có chỗ ở và hai người bắt đầu ở chung. Trương Lợi sống trong phòng bảo vệ cùng với Lại Hưng Phát trong vài tháng. Trong khoảng thời gian này, Trương Lợi thường xuyên hỏi vay của Lại Hưng Phát, lúc thì 30 tệ hoặc 50 tệ, và nói rằng nếu ông ta không cho cô mượn, cô sẽ không ngủ với ông ta vào ban đêm. Ban đầu, Lại Hưng Phát cũng tiếp tục đưa tiền cho, nhưng sau đó thấy Trương Lợi không có ý định trả lại tiền, nên dần dần không muốn cho vay nữa, và nói rằng Trương Lợi có thể chuyển đi nơi khác. Đến lúc này thì Trương Lợi bắt đầu tức giận và đòi tiền Lại Hưng Phát, nhưng không phải vài chục mà là 1.000 tệ, đồng thời nói với Lại Hưng Phát rằng cô ấy sẽ chuyển ra ngoài sống. Và vì đã ở bên ông ta quá lâu, nên muốn ông ta đền bù cho cô ấy 1.000 nhân dân tệ. Tất nhiên, một ông lão bảo vệ già đi nhặt từng đồng lương còm cõi như Lại Hưng Phát thì làm sao có thể chấp nhận điều này. Vì vậy, ông ta nói rằng ông ta không có tiền. Nhưng lúc này, Trương Lợi nói nếu không đưa tiền, cô sẽ báo cảnh sát rằng Lại Hưng Phát cưỡng hiếp mình. Nghe những gì Trương Lợi nói, Lại Hưng Phát giật mình nhớ rằng ông ta đã bị bỏ tù vì tội hiếp dâm, khiến vợ con ông ta bỏ đi và ông ta đã sống một cuộc đời khốn khổ như vậy. Câu nói này ngay lập tức khiến Lại Hưng Phát tức giận. Ông ta lao vào bóp cổ Trương Lợi và khiến cô mất mạng. Lại Hưng Phát nhanh chóng nhận ra rằng mình đã giết người. Nhưng ông ta đã từng là người tù tội, nên ông ta bình tĩnh một cách lạ thường. Sau vài phút suy nghĩ, ông ta nghĩ đến lỗ thoát nước ở phòng sau, nên lập tức mang xác Trương Lợi xuống cống nước theo lối nắp cống ở trong phòng bảo vệ của ông ta. Sau khi giết Trương Lợi, Lại Hưng Phát không hề lo lắng gì. Ông ta tiếp tục làm nhân viên bảo vệ và cũng nằm ngủ trong căn phòng mà bên dưới là cái xác của Trương Lợi, mà không hề có cảm giác sợ hãi hay ớn lạnh. Vào thời điểm đó, không ai trong khu dân cư phát hiện ra điều gì bất thường, ngoại trừ bà cụ đã hỏi một vài câu và để ý đến cô gái trẻ trong thời điểm trước đó. Vài tháng sau, một cô gái tên là Đường Yến, 16 tuổi, đã đến khu dân cư ở ngõ Trà Hoa để tìm bạn mình, nên cô đã ngồi nhờ trong phòng bảo vệ để đợi bạn, nhưng mãi vẫn không thấy bạn mình đâu. Khi này, Lại Hưng Phát lại ngựa quen đường cũ. Ông ta nhìn trộm Yến được một lúc lâu, thấy cô gái dễ thương thì Lại Hưng Phát bắt đầu giả vờ hỏi thăm rồi đi mua bánh bao cho cô ăn đỡ đói. Thấy ông bảo vệ có vẻ là người thân thiện và tốt bụng, nên Yến đã bắt đầu cởi mở để trò chuyện với ông ta. Cô than thở rằng mình mãi không tìm được việc vì tuổi còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, đang định tìm người bạn cũ để vay tiền vì lúc này cô không còn đồng nào trong túi. Khi nghe Yến nói là không có chỗ ở cố định thì hắn liền rủ cô thiếu nữ đến ở cùng mình và đồng ý cho Yến vay tiền. Đường Yến sau khi nghe xong thì đã nhận lời và họ lại sống chung với nhau. Sau một thời gian thì Đường Yến đã chán việc ở lại căn phòng chật hẹp này. Cô muốn rời đi để kiếm một công việc và cuộc sống tốt hơn. Nhưng Lại Hưng Phát thì có thiện cảm với cô gái trẻ này và ông ta không muốn cô gái rời đi. Nên nói nếu Đường Yến muốn rời đi thì phải trả lại cho ông ta chi phí sinh hoạt, ăn uống trong thời gian qua. Nhưng hiện tại cô gái này một đồng cũng không có và cô cương quyết sẽ rời đi. Lần này hai bên xảy ra mâu thuẫn, rồi hắn trong cơn giận dữ, hắn lại ra tay sát hại Đường Yến. Sau đó giấu xác cô như từng làm với Lợi. Lại Hưng Phát sau đó đã mua xi măng để bịt kín nắp cống trong phòng bảo vệ, nhằm ngăn mùi hôi thối bốc lên từ hai cái xác và vẫn tiếp tục ở lại đây.
Vậy điều gì đã xảy ra với Tạ Phương, 38 tuổi? Lần này, mọi chuyện còn vô lý hơn hai lần trước. Năm 2006 là khoảng một năm sau khi Lại Hưng Phát giết Đường Yên. Lại Hưng Phát lúc này vẫn ở trong ngôi nhà nơi giấu hai xác chết phía dưới, và con ác quỷ này vẫn sinh sống và cư xử không có gì đáng ngờ. Tạ Phương thuê một căn hộ nhỏ trong khu dân cư này, vì vậy cô ấy thường gặp Lại Hưng Phát khi cô ấy đi ra đi vào khu dân cư. Và sau một thời gian, họ trở nên thân quen với nhau. Vì chồng của Tạ Phương ở quê và cô ấy làm việc ở đây một mình, có lẽ phụ nữ độc thân đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nên Tạ Phương đã cặp kè với Lại Hưng Phát, và tối muộn thì cô sẽ đến phòng bảo vệ của Lại Hưng Phát để qua đêm. Có lẽ vì sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, Lại Hưng Phát khá mê mẩn Tạ Phương. Nhưng một ngày nọ, Tạ Phương nói với Lại Hưng Phát rằng hai người họ không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa vì chồng cô ấy sắp tới đây ở. Nhưng vì đã si mê người phụ nữ này, Lại Hưng Phát không chịu buông tay, nói rằng Tạ Phương phải tiếp tục duy trì mối quan hệ lén lút này với hắn. Nếu không, hắn sẽ nói với chồng cô ấy về chuyện của họ. Tạ Phương thấy Lại Hưng Phát cố chấp như vậy, lúc đó cô rất tức giận, vì cũng không muốn duy trì mối quan hệ lén lút và mạo hiểm với Lại Hưng Phát nữa. Nên cô ấy đã nói, nếu hắn dám nói chuyện này với chồng cô, thì cô sẽ tố cáo hắn đã cưỡng hiếp cô. Làm sao Tạ Phương có thể biết rằng từ cưỡng hiếp chính là gót chân Achilles của Lại Hưng Phát? Ngay khi nghe thấy hai từ này, Lại Hưng Phát ngay lập tức dùng cả hai tay bóp chặt lấy cổ Tạ Phương như một con ác quỷ, cho tới khi cô ấy bất động. Sau đó, ông ta cạo lớp xi măng đã chát từ lần giấu hai cái xác trước, mang Tạ Phương vào trong đường cống nước, và vẫn tiếp tục sống ở trên căn phòng, mà ở dưới là ba cái thi thể đáng sợ do chính hắn ra tay. Sau này, khu dân cư quyết định không thuê bảo vệ nữa, và như vậy tức là ông ta không thể tiếp tục ở đây để canh giữ bí mật khủng khiếp kia của mình nữa. Sợ chuyện bại lộ nên trước khi đi, ông ta đi lấy thêm xi măng và sau đó bịt kín nắp giếng. Hắn còn mang theo hơn 3.000 nhân dân tệ, tiền điện nước của cư dân nơi đây rồi trốn mất. Thẩm phán cho biết rằng, mặc dù Phát đã nhận tội và có thái độ ăn năn hối cải sau khi bị đưa ra xét xử, nhưng điều đó không đủ để tha thứ cho những tội ác ghê rợn của ông ta khi tước đoạt tới 3 mạng người. Hành vi của Phát đã cấu thành tội cố ý giết người. Ông ta đã bị kết án tử hình và tước đi các quyền chính trị suốt đời theo quy định của pháp luật. Vào năm 2012, Lại Hưng Phát đã bị đưa ra pháp trường để xử bắn. Ai có thể ngờ rằng một ông già sống hơn nửa thế kỷ đã có phần già yếu, hom hem, rồi lại có thể ra tay đoạt mạng người khác tàn nhẫn như vậy. Theo như lời kể của Lại Hưng Phát, ba người đã khuất cũng có lối sống khá buông thả. Nhưng suy cho cùng, đó là tuyên bố một phía của hắn và không có cách nào để điều tra tính xác thực vì các nạn nhân đều đã chết và không thể đối chứng. Tuy nhiên, việc có nhân chứng cũng từng nhìn thấy hai nạn nhân trẻ tuổi sống cùng Lại Hưng Phát trong căn phòng trực bảo vệ cũng đã xác minh một phần lời khai của hắn là có thật. Và lời cảnh báo mà vụ án này mang lại về những cô gái trẻ độc thân phải biết tự bảo vệ mình, không có cuộc sống phức tạp, những mối quan hệ nguy hiểm, bởi vì không biết lúc nào sẽ rơi vào tình huống đáng sợ như ba cô gái trong vụ án này. Một ông già bảo vệ, nhìn có vẻ hiền lành, vô hại, lại là kẻ giết người hàng loạt. Nếu muốn an toàn thì các bạn nhớ đừng tạo ra rủi ro cho bản thân. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.